Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Tha giá. Con thành kính lãnh lễ chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Con thành kính lãnh lễ ngài Từ Siêu vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thà giá, Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh. Cùng thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Hòa Thượng Tệ Siêu giảng dạy hai bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Phagawa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagawa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagawa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bộn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh răng, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỷ nơi đây tâm đạo tinh thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành. Ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như nay. Nam mô Bụt Thà giá. Và trước khi chúng con thỉnh ngài, con xin phép được đọc phần chánh văn. Và cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã cho bài học. Kinh Tiểu Bộ Khuttaka Nikaya Ichibuttaka chương 3 pháp phẩm 3 bài 72 La Mã. Điều này được Thể Tâm nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế nào là ba sự xuất ly này khỏi các dục, tức là viễn ly? Sự xuất ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi, là sự xuất ly cái ấy. Này các tỳ kheo, có ba xuất ly giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, biết được xuất ly dục, vượt qua được các sắc, tịnh trị tất cả hành, luôn luôn cảm diệt tình. Tỳ kheo ấy thấy chánh từ đẩy chính nợ đây, vì ấy được giải thoát, thắng trí được viên thành, sống nếp sống an tịnh, vì ấy sống như vậy, thật sự là ẩn sĩ, đã vượt khỏi các ách. Ý nghĩa này được Thể Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bài 73 La Mã. Điều này đã được Thể Tôn nói đến, đã được bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn các sắc pháp. Đoạn diệt an tịnh tốt hơn các pháp vô sắc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến, chúng sanh đi đến sắc, có chúng trú vô sắc, không quán tri đoạn diệt. Họ đi đến tái sanh, những ai liệu tri sắc, không an trú vô sắc, chính trong sự đoạn diệt họ đạt được giải thoát. Các hạng người như vậy, họ bỏ rơi thần chết, với thân cảm xúc được bất tử không sanh y, sanh y được xả ly, chứng được không lậu hoặc. Vì chánh đặng chánh giác thuyết giảng về con đường không sầu muộn, con đường không cấu ế. Ý nghĩa này được Thể Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã đọc xong hai bài. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Hòa Thượng Tệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến ngài.
Xin cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh. Đức Tuệ Đức, thân chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học hai bài. Vì có cái sự liên đới với nhau trong cái ý nghĩa. Và trước tiên là chúng ta nói đến cái bài 72 Sức Ly Giới. Chữ tha tú, tha tú vô lượng số nhiều, tí số tha tu vô tức là ba giới. Chữ giới, chữ tha tu ở đây nó có nghĩa là lĩnh vực hay là bản chất. Chữ Nisarana tha tu vô gọi là xuất ly giới, tức là cái tính chất xuất ly. Có ba cái tính chất xuất ly, là một người tu tập chúng ta phải biết ba cái sự xuất ly này. Vì khi mà chúng ta tu tập, chúng ta cần phải hiểu rằng là có những cái mà chúng ta phải rời khỏi, chúng ta mới không có bị lẫn quẩn ở trong cái sự khổ đau. Như một người họ biết tu đài, cái lúc đầu thì họ bị giam cầm ở trong một cái phòng kín tối tăm. Ước muốn rằng làm sao để không còn bị giam cầm trong cái cảnh tâm tối mà được ra ngoài ánh sáng, dầu cho có khổ sai, làm việc khổ sai cực nhọc, nhưng mà thấy được ánh sáng mặt trời thì cái đó cũng là hay rồi. Cho nên cái sự xuất ly thứ nhất của họ là làm sao xuất ly khỏi cái ngục tối, ra ngoài là việc khổ sai, dầu cho nó vất vả, có thể là bị đánh đập, nhưng mà nó vẫn khỏe hơn, thoải mái hơn là ở trong cái vòng tối.
Nhưng rồi một thời gian sau, người đó, tội nhân đó, tù nhân đó, họ thấy rằng ra ngoài khổ sai dưới cái sự cai quản hà khắc của những tên cai ngục, giữa những người làm việc ở trong cái trại giam luôn luôn có cái sự kiểm soát và quản lý họ. Bữa nay lùa cái nhóm người đó đi đến chỗ này làm việc, đi đến chỗ kia làm việc, thì tội nhân họ nhận thức rằng là dù ta được thấy ánh sáng, dù ta được hoạt động cái chân, nhưng mà vẫn còn trong cái sự quản lý thì như vậy họ cố gắng làm sao làm việc thật tốt để sau này họ không phải làm việc nữa, họ chỉ quản lý kiểm soát những cái tù nhân mới thôi. Họ là những tù nhân cũ, họ thoát khỏi cái cảnh khổ sai. Đó là cái sự xuất ly thứ hai. Rồi một thời gian sau nữa, những tù nhân này họ suy nghĩ, cho dù bây giờ ta không khổ sai, không còn bị khổ sai nữa, nhưng mà vẫn còn ở trong cái khuôn khổ của nhà tù, phải lo cai quản, phải lo quản giáo những cái tù nhân mới đi đến, thật là phiền toái. Cho nên cái ước ao của họ là làm sao mãn hạn tù để họ được, họ trả tự do, trở về với cái cuộc sống đời thường của xã hội. Thì như vậy đó là cái sự xuất ly thứ ba của họ. Ví dụ nó như thế nào thì ở đây chúng tôi cần phải hiểu rằng là chúng sinh còn bị ràng buộc, chi phối bởi các dục sắc thinh hương vị xúc. Như vậy thì nó cũng có cái sự nguy hiểm của nó. Dù cho các dục có thể là hấp dẫn đó, nhưng mà tài sắc lợi danh nó cũng làm cho con người khốn đốn đau khổ. Cho nên họ quyết định là họ tu tập thiền sát giới, họ tu tập thiền cho đến khi mà họ ly dục, ly bất thiện pháp, và chứng và trú thiền sát giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nói theo ví dụ pháp thì ngũ thiền. Thì cái sự xuất ly đó đó được gọi là kama nam bê tăng nissa tăng gia đi đằng nê khâm măng, tức là sự xuất ly khỏi các dục
Nó chính là ly dục. Nikamma. Nikamma. Khi một người chứng được thiền xuất giới, họ cảm hưởng được hỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp sanh. Họ cảm thấy hạnh phúc đầy an lạc này nó thoải mái hơn là hỷ lạc đối với các dục. Cho nên cái sự xuất ly thứ nhất nó gọi là Nekhamma. Cái chi pháp của chúng ta là Nekhamma. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng chữ Nekhamma ở đây đó là chỉ cho cái trạng thái ly dục, tức là ly xuất ly khỏi các dục lạc. Người tu đạt đến cái sự xuất ly thứ nhất thì cái sự hạnh phúc đó là cái sự hạnh phúc phi vật chất. Chúng ta đọc ở trong bài kinh Trung Bộ, bài kinh nói về đại khổ uẩn. Đúng không? Mà khẩn thác Maha Dukkha Khandha Sutta trong Trung Bộ Kinh thì chúng ta sẽ biết dục lạc ngũ trần nó có vị ngọt nhưng đồng thời nó cũng có cái sự nguy hiểm. Con người ta vì tranh danh đoạt lợi, vì phải nô lệ cho cái đồng tiền, nô lệ cho cái vật chất, nô lệ cho cái thị dục sắc thinh khí vị xúc, mà phải có cái sự đau khổ, chém giết lẫn nhau, tàn hại lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau, tạo ra những cái ác pháp, những cái ác bất thiện pháp, những cái ác nghiệp bất thiện nghiệp, để rồi phải tái sanh vào những cảnh giới khổ đau trong tương lai. Cho nên bậc trí thổ xưa khi họ đã chán cái dục lạc cũ trần thì họ liền từ bỏ gia đình, sống không gia đình, họ làm vị ẩn sĩ ý sĩ ở trong rừng sâu và tu tập thiền định, họ chứng được các thiền sắc giới. Và sau khi mệnh trung họ được tái sanh về cảnh phạm thiên sắc giới, ở đây chúng ta cần phải hiểu được cái sự xuất ly thứ nhất là như vậy. Ở trong bài đấy thưa quý vị, ở trong bài dịch của chúng ta nói này, các tỳ kheo có ba xuất ly giới này, thế nào là ba? Sự xuất ly này khỏi các dục tức là viễn ly.
Phần gì thế đó khiến cho chúng ta khó hiểu. Cho nên khi mà chúng ta đọc thẳng vào ở trong văn bản Pali ấy, thì chúng ta rất là dễ hiểu. Bây giờ chúng ta nói đến cái sự xuất ly thứ hai. Sự xuất ly thứ hai đó gọi là Rupa Namitang Nisaranang Yadidang Arupang. Rupa ở đây đó ám chỉ cho thiền sắc giới. Ám chỉ cho thiền sắc giới theo trong chú giải thế thượng quyền. Ở đây chúng ta cần phải hiểu cái chữ rupa. Nếu mà chúng ta rupa năng, cái chữ rupa rupa namê tăng đó, chúng ta phải tách ra rupa năng e tăng nisar năng, rupa năng tức là xài chỉ định cách số nhiều. Cách thứ tư rupa rupasa rupa năng. Vì sao xài chữ rupa năng? Bởi vì xài chữ nisar năng tức là xuất ly khỏi, tức là sự xuất ly các sắc. Thì các sắc ở đây chúng ta phải nói là sự xuất ly các thiền sắc giới, các thiền sắc giới. Thưa quý vị, trong cái pháp đáo đại Mahakata Thamma đó, cái pháp đáo đại nó gồm có 15 tâm sắc giới, trong đó có bốn thiện, có năm thiện sắc giới, năm quả sắc giới và năm tố sắc giới. Cái thiền sắc giới này mặc dù ly dục ly bất thiện pháp mới chứng đạt được, nhưng mà cái thiền sắc giới đó đối với các cái bậc hiền trí vẫn xem còn cái sự chi phối, bởi vì đó là cái thiền mà tu tập và tu chứng với cái đề mục sắc pháp. Đề mục còn liên hệ vật chất, ví dụ như đất nước lửa gió màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng hư không ánh sáng là còn bị chi phối cái đó. Cho nên thấy là cái sự khổ ly dục, tức là xuất ly khỏi các dục, giống như một tù nhân họ xuất ly, họ được ra khỏi cái ngục tối, không còn bị giam cầm trong ngục tối, họ bước ra ngoài ánh sáng. Nhưng mà vì họ ra ngoài họ phải lao động khổ sai dưới cái sự giám sát kiểm soát, sự chửi mắng sự đánh đập của những người quản giáo. Nếu như họ mệt mỏi, họ làm việc mệt mỏi mà họ ngồi nghỉ cũng bị đánh nữa, thưa quý vị. Cho nên các cái bậc thiện trí thêm xem cái thiền sắc giới đó vẫn còn là một cái sự phiền toái. Chính vì chỗ đó cho nên ở trong 10 địa một biến xứ sinh đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không và ánh sáng, vị đó mới lấy hư không. Lúc đầu hư không bị giới hạn Parichana Parichana Kaso Parichana Parichana Kaso, tức là hư không còn bị giới hạn. Giới hạn qua cái lỗ trống của cái cửa sổ hay là cái lỗ trống do mái nhà bị lùm, vân vân. Họ nhìn vào cái lỗ trống đó
mà họ niệm akaso 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 hư không, hư không, họ chú tâm vào cái không gian đó, cái khoảng trống đó, rồi họ chứng thì sắc giới. Nhưng bây giờ thì muốn thoát khỏi sắc giới, muốn vượt qua thì sắc giới thì sao đây? Tức là đầu tiên vị đó phải đi cái ngõ là lấy cái đề mục hư không, nhưng mà hư không đó là Anupachana, Anupachana Akaso, tức là lấy cái hư không không bị giới hạn. Tức là vị đó tưởng tượng ở trong đầu thôi. Akaso Ananto, Ananto là không có giới hạn. Vị đó mới suy xét, không phải mở mắt nhìn cái khoảng trống qua cái ô cửa sổ bị giới hạn trong cái khung cửa, mà vị đó nhắm mắt lại, vị đó tưởng tượng ra cái hư không bao la, ở đâu cũng có không khí, ở đâu có không khí thì ở đó có hư không, cái đó gọi là Akaso. Cho nên vị đó cứ Akaso Ananto, và đến khi mà chứng đệ nhất thiền vô sắc thì gọi là không vô biên xứ, Akasa Nanchaya Tanang, vì để chứng được thiền không vô biên xứ. Kể từ đây vị hành giả đã vượt khỏi thiền sắc giới, đã vượt khỏi thiền sắc giới. Chứ ví dụ giống như là chúng ta đi trên thuyền, và nếu mà chúng ta còn phải vịn cái bè thuyền, hay là chúng ta vịn ở đâu đó để sợ nó nghiêng ngã bởi do sóng, nó làm cho chao đảo con thuyền, thì như vậy mình sẽ bị say sóng. Cho đến khi nào mà chiếc thuyền mà nó đi ở trên mặt sông hay mặt biển mà yên lặng sóng gió, lúc bây giờ mình ngồi một cách thoải mái, là khỏi phải dựa vào đâu hết, khỏi phải vịn vào đâu hết, thì như vậy mới xem như là cái chuyến đi thoải mái. Người mà tu tập thiền đó, cho đến khi nào mà vị đó bỏ được cái khái niệm đề mục dựa trên sắc pháp vật chất mà trú, thiền không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng phi tưởng xứ, thì như vậy đến cái giai đoạn này gọi Arupa. Arupa tức là chỉ cho cách lượng thiền vô sắc. Khi mà vị hành giả đạt đến cái tầng thiền vô sắc Arupa thì đó là vì nó xuất ly khỏi các sắc, các thì vô sắc. Chữ Arupang á, Arupang là thì vô sắc. Trong cái từ ngữ Pali đó thì quý vị phải hiểu mỗi một cái khác nhau á. Thí dụ Arupa, Arupa cũng là vô sắc, nhưng mà vô sắc đó là chỉ cho đề mục vô sắc hay là cái cõi vô sắc. Nhưng mà nói Arupa, Arupa mà chia ngữ cách thì Arupang tức là ám chỉ cho bốn thiền vô sắc. Vedi Đăng Arupa là thiền vô sắc. Cho nên cái thứ hai gọi là Rupa Nabe Tăng Nisar Năng
Yadidang Arepang. Đến khi sự xuất ly này đó, cũng giống như một tù nhân họ xuất ly khỏi cái tình trạng bị lao động khổ sai, họ trở thành một cái người kiểm soát, quản giáo những tù nhân mới thôi. Họ cầm cái roi, họ đi tới đi lui để mà kiểm soát mấy người đó thôi, chứ họ không cần phải khổ sai nữa. Thì như vậy họ đạt đến cái đỉnh này, đạt đến cái vị trí này được gọi là sự xuất ly khỏi khổ sai, giống như là cái sự xuất ly khỏi thiền tề sắc giới vậy đó. Rồi thưa quý vị, cho dù sao cái câu của đạo hữu Sài Gòn mưa nắng ghi sai, đạt đến tuần thiều vô sắc thì bị đó là xuất ly khỏi vô sắc là sao? Không phải, đạt đến tầng thiền vô sắc thì gọi là xuất ly khỏi thiền, khỏi thiền sắc là sao? Thì vô sắc, để đạt đến thiền vô sắc thì xuất ly khỏi thiền sắc giới, chứ không phải thiền vô sắc, chứ không phải xuất ly khỏi vô sắc đâu. Chúng ta nhớ gì? Khi nãy đến giờ chỉ giảng là giảng chữ Arepan là thiền vô sắc, mà đạt đến cái tầng thiền đó đó, đạt đến Arepan là xuất ly khỏi các sắc rupa năng nisarana. Và cái chữ khổ sai đó, chữ sai là sai y ngắn, chúng ta nhớ chữ sai y ngắn, s a y ngắn chứ phải y dài. Y dài là sai rượu. Giờ thưa quý vị, cho đến cái sự xuất ly thứ ba, cái sự xuất ly thứ ba này mới là quan trọng. Ngày quên nói chính hả? Như vậy chắc có lẽ là Phật tử Sài Gòn mưa nắng ở đi ra ngoài hả, ra nước ngoài định cư. Quý vị biết là vì chúng tôi nhé, cái công việc của chúng tôi là dịch kinh soạn sách và dạy học, cho nên chữ nghĩa chính tả này kia nó phải chuẩn mới được, chứ không thể nào mà sai sót. Cho nên mỗi khi mà nhắc thì các Phật tử chúng ta nên quan hỷ. Nhưng chúng ta trở lại cái vấn đề là ở đây thưa quý vị, dù cho thiền sắc là xuất ly khỏi dục, dù cho thiền vô sắc là xuất ly khỏi thiền sắc giới, nhưng mà thiền sắc và thiền vô sắc vẫn còn nằm ở trong cái pháp hiện thế Lokiya, nằm ở trong pháp hiện thế, tức là vẫn còn bị sanh tử luân hồi. Bởi vì đắc được thiền vô sắc á, thì sau khi mệnh chung sẽ sanh về bốn cõi vô sắc là cõi không vô biên xứ, cõi phạm thiên vô thức vô biên xứ, cõi phạm thiên vô tưởng xứ và cõi phạm thiên phi tưởng phi tưởng xứ. Mà sanh về bốn cõi này thưa quý vị không có sung sướng gì đâu. Đức Phật đã dạy rằng là trên bốn cõi đó, mặc dù không có sự khổ ải như cõi dục của chúng ta,
Nhưng mà có điều tuổi thọ dài quá, rồi lại thêm nữa là trên đó chỉ có tư tưởng, chỉ có bốn dinh quẩn, chứ không có sắc quẩn, tức là không có sắc thân. Do đó ở trên cõi trời vô sắc, cõi phạm thiên vô sắc thì mình khó tu lắm, mình cứ nằm ở đó chờ hoài, chờ cho đến cái quả đất này mà nó thành trụ hoại không, thành trụ hoại không, thành trụ hoại không, cho đến hai ngàn cái quả đất thành trụ hoại không, hoặc 4.000, hoặc 8.000, hoặc 16.000, hoặc là nhiều hơn nữa, cho đến 86.000, 84.000 quả đất. Thì như vậy thì quý vị thấy là miên man. Và chính vì chỗ đó đó, khi Đức Thế Tôn ngài vừa giác ngộ, ngài suy nghĩ, sau khi ngài nhận lời của Phạm Thiên Sampati để đi thuyết pháp độ đời, ngài nghĩ rằng bây giờ ta thuyết cái giáo lý cao siêu này thuyết cho ai đầu tiên đây, ai sẽ lãnh hội được, thì ngài nhớ đến hai vị đạo sĩ Alara Vuodatta, là những vị đạo sĩ đã tu chức được thiền vô sở xứ, phi tưởng xứ, là những bậc có trí tuệ. Nhưng mà khi đó đó thì chư thiên báo cho biết rằng là đạo sĩ Alara đã tịch, đã qua đời cách đây nha, nửa tháng. Còn đạo sĩ Uddaka thì mới có qua đời cách đây một tuần. Thì Đức Phật ngài nói rằng, ngài suy nghĩ rằng thật là mất mát lớn cho đạo sĩ Alara, mất mát lớn cho đạo sĩ Uddaka, bởi vì sanh ở cổ đó, thưa quý vị, gọi là không có cơ hội để mà nghe pháp của bậc chánh đẳng chánh giác. Không thể thực hành pháp của bậc chánh đẳng giác để đưa đến giải thoát được. Cho nên nói tóm lại là cái thiền vô sắc nó cũng còn cái sự khổ luân hồi. Cho nên bây giờ chúng ta phải tu tập làm sao mà xuất ly khỏi cái sự luân hồi sanh tử, gọi là xuất ly khỏi các hành, tức là niết bàn á, làm sao phải niết bàn. Khi đạt đến niết bàn á, tức là sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, cái gì được làm ra, cái gì được duyên khởi. Bây giờ các Phật tử chúng ta chú ý cái chỗ này để sư Tra và Ly lại sẽ đọc cho quý vị nghe. Văn khô bà nát kinh di phù tăng sang cách tăng và tích chết sự mất bản năng Nirodho Tassa Nisaranam. Cái gì? Phu tăng là hình thành, Sankhatang tăng là hữu vi, là tức là danh sắc ngũ uẩn đó, thưa quý vị. Tích chết sớm quanh năng, tức là y tương sinh, tức là bánh xe luân hồi nó vô minh duyên hành, hành định thức, thức duyên sắc lên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu bi khổ ưu ai.
các vị nhân viên đó gọi là Pratichasamutpanna. Mà khi còn vô minh thì avijja paccaya sankhara, vô minh nó duyên hành, rồi sankhara paccaya vijnana năng hành duyên thức, cứ là phiền não luân nó duyên cho nghiệp luân, nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi duyên cho quả luân hồi, cứ như thế cho đến khi nào nirodha avijja avijja cha nirodha nirodho, đoạn diệt vô minh thì hành không có. Hễ vô minh diệt thì hành diệt, mà hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập đoạn diệt thì xúc diệt, xúc diệt thọ diệt, thọ diệt ái diệt, ái diệt thì hữu diệt, do hữu diệt nên sanh mới diệt. Mà sự sinh đoạn diệt á, thì cái sự già chết sầu vì khổ u não, toàn bộ khổ quẩn này nó mới được đoạn diệt. Và nirodha ở đây là chỉ cho niết bàn, chỉ cho niết bàn. Như vậy thì nói tóm lại, sự đoạn diệt niết bàn là cái sự chấm dứt bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, chấm dứt cái sự hiện hữu, chấm dứt pháp hữu vi, không còn cái sự tái sanh nữa, thì cái đó được gọi là cái sự xuất ly thứ ba, sự xuất ly thứ ba. Cho nên khi mà chúng ta tu tập hiểu cái này, chúng ta tu tập thì trước tiên hồi nhỏ đến lớn thì chúng ta mê đắm theo tài sắc lợi danh sắc đệ tứ hay bồ thô vị ngô xúc lạc, chúng ta lo nô lệ cho đồng tiền, lo vật chất, thế chúng ta khổ quá cái chúng ta bắt đầu nghĩ đến cái việc phải tu thiền. Thì bây giờ tạm thời là chúng ta tu thiền sắc giới để hưởng được cái hỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp sanh cái đó. Mà khi đạt chứng đạt được cái thiền vô sắc, thiền sắc giới rồi đó, là chúng ta phải nhanh chóng làm sao để vượt qua cái thiền sắc giới này bằng cách là chúng ta chứng thiền vô sắc. Nhưng mà hiểu chứng thiền vô sắc rồi á, chúng ta không nên đứng diễm ở trong cái thiền vô sắc đó, mà chúng ta nghĩ đến là cái này nó chưa phải chấm dứt luân hồi, chúng ta cần phải viễn ly khỏi các pháp hữu vi, xuất ly khỏi các pháp hữu vi, tức là đoạn diệt pháp hữu vi là xuất ly các pháp hữu vi. Nó chính là lúc mà quả niết bàn, khi mà vô dư ý niết bàn thì mới thật sự hoàn toàn thoát khỏi cái sự luân hồi, thoát khỏi các pháp huy, thoát khỏi cái thân ngũ quẩn khổ đau này. Người đó chúng ta tu tập thì ở trong ba cái xuất ly giới đó, giải đến trường đó thì chắc có lẽ Phật tử chúng ta hiểu rồi. Cố gắng chúng ta hiểu, bởi vì nếu mà nghe pháp mà chúng ta không hiểu được đó, thì làm sao chúng ta thực hành được, chúng ta tu tập đến nơi đến chốn được. Cho nên chúng ta cố gắng. Thì bây giờ trong cái bài kinh 73 đó, cái bài kinh 73 cũng nói đến ba cái điều này, nhưng mà Đức Phật Ngài so sánh, Đức Phật Ngài so sánh ở đây thưa quý vị, chữ sanh tát tara, chữ sanh tát tức là
an tịnh. Dịch ra là một tiếp vị ngữ, khi nó ghép với một cái tỉnh từ thì nó chỉ cái sự so sánh hơn. Ở trong tiếng Bali cũng giống như trong tiếng Anh vậy. Trong tiếng Anh thì nó có sự so sánh hơn, so sánh tuyệt đối. Khi mà chúng ta nói đen, đen hơn, rất đen, lạc, lạc hơn, rất an lạc. Cái so sánh hơn nó gì? Cho nên chữ Santatara ở đây đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây nếu mình nói cho đủ ba chi pháp đó, phải nói như thế này: Nikkhamma, cái sự ly dục quá, thì nó hạnh phúc hơn dục lạc ngũ trần, an lạc hơn dục lạc ngũ trần. Nhưng mà cái sự xuất ly khỏi các sắc, tức là đắc được thiền vô sắc, thì cái này là an tịnh hơn thiền vô sắc, an tịnh hơn cái thiền sức giới. Nhưng mà chưa nữa, khi nào mà đạt được cái trạng thái nirodha, nirodho, tức là đoạn diệt các hành đó, đoạn diệt các pháp vô vi, đoạn diệt sanh tử luân hồi, đoạn diệt luôn cả cái thiền vô sắc đó, thì cái đó mới là an tịnh hơn. Nhưng mà nói cách để cho các vị hiểu đó, thì ở đây chúng ta có ba cái sự nhập thiền, có ba lạc, có ba cái sự an tịnh do thiền nhập. Khi mà nhập thiền sắc giới ly dục ly bất thiện pháp chứng và trú, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó, thì nó an tịnh hơn là ngũ dục. Khi mình nhập thiền vô sắc thì an tịnh hơn Santatara, Santatara hơn thì sắc giới. Và khi mà nhập diệt thọ tưởng định đó, gọi là Sanya Vedanika Nirodha Samapatti, nhập diệt thọ tưởng định, nó an tịnh hơn cả nhập thiền sắc giới nữa. Cho nên khi mà muốn nhập diệt thọ tưởng định thì phải đạt đến quả vị A-la-hán hoặc A-na-hàm mới nhập diệt thọ tưởng định được. Cho nên chúng ta có ba cái sự so sánh, có ba cái sự so sánh hơn giữa cái sự an tịnh. Nhưng mà bây giờ đó, trong cái thời buổi này, thì người Phật tử chúng ta khó có thể đạt cái sự an tịnh do chứng chứng và nhập thiền, chứng và trú thiền sắc giới, đừng nói chi là chứng trú thiền vô sắc giới, hay là chứng và trú thiền
Diệt thọ tưởng định khó lắm thưa quý vị. Thôi thì bây giờ người Phật tử chúng ta tìm cái sự an lạc ở trong cái thiện pháp cũng được. An lạc trong thiện pháp là như thế nào? Thay vì cái sự tham muốn sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, chúng ta tu tập làm sao để thiểu dục tri túc, ít có sự ham muốn và chúng ta sống biết đủ, như vậy là tốt rồi. Chúng ta tu tập tâm từ để chúng ta xuất ly khỏi cái tâm sân, thì như vậy cái sự xuất ly đó cũng là an lạc rồi. Tu tập tâm bi để chúng ta xuất ly khỏi cái sự não hại với hiên xa, sống không có thù hận, không có oán ghét, không có mưu này kế kia để hại người, thì như vậy chúng ta đã an lạc rồi. Tu tập tâm hỷ mudita để chúng ta dứt bỏ được, xuất ly khỏi cái tâm ganh tị tật đố, cái đó là hạnh phúc rồi. Tu tập tâm xả để chúng ta không có cái sự tham cầu dính mắc, không có sự cố chấp, như vậy là cũng đủ rồi, cũng tốt, thú vị. Chúng ta giữ giới để mà chúng ta ngăn các ác hạnh về thân, về khẩu, về ý, để chúng ta sống có sự an lạc. Chúng ta bố thí xả tài để chúng ta dứt bỏ được cái lòng bỏng sẻn keo kiết, thì cái đó cũng là một cái sự an lạc, cái đó là hạnh phúc của thiện pháp. Chúng ta sống bằng hạnh phúc của thiện pháp như vậy cũng tốt rồi thưa quý vị. Tối thiểu người Phật tử chúng ta phải sống bằng cái sự gọi là ananasukha, ananasukho, tức là chúng ta phải sống làm sao để chúng ta đạt được cái sự an lạc vô tội, an lạc không lỗi lầm. Chúng ta tìm cái sự an lạc hạnh phúc ở trong dục lạc, sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, cái đó là có lỗi, có tội. Nhưng mà chúng ta tìm cái sự an lạc trong thiện pháp thì cái đó là không có tội. Rồi cho đến một ngày kia đó, chúng ta mới bắt đầu tiến bộ hơn, là chúng ta xuất ly khỏi các dục, chứng nhập thiền sắc giới, rồi xuất ly khỏi các sắc là chứng nhập thiền vô sắc, xuất ly khỏi các pháp hữu vi là chúng ta chứng nhập thiền diệt thọ tưởng định, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cái đó mới là mục đích tối cao, mục đích tối hậu của người Phật tử chúng ta tu tập. Thì trong hai bài kinh này ý nghĩa là như vậy thưa quý vị. Sư mong rằng là với cái lời trình bày giải thích này, các Phật tử chúng ta sẽ hiểu và cố gắng nương theo đó tu tập những cái bài kinh ở trong Ý Kiến Vô Tất Cá, trong Như Thị Thuyết. Bài kinh đó rất quan trọng thưa quý vị, đơn giản nhưng mà quan trọng lắm, cho nên các vị phải học, phải nhớ để chúng ta biết và tu tập. Bây giờ thì chúng ta đã hết giờ rồi, nên chúng tôi xin kết thúc bài giảng hôm nay ở đây. Tuần sau chúng ta sẽ học cái bài 74 nói về ma hạng con trai. Bài kinh này cũng rất rắc rối lắm, cho nên là các Phật tử chúng ta thôi kệ, bữa nay học như vậy đi, rồi tuần sau thì chúng ta sẽ học tiếp mấy bài khác.
Bây giờ xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phương cho room nhanh để chúng ta chuẩn bị sang room. Bhagavata sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddhana bhavena sada sapa bhavantu te Bhagavata sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhammana bhavena sada sapa bhavantu te Bhagavata sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sanghana bhavena sada sapa bhavantu te Tất cả hạnh phúc hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân hòa thượng Tệ Siêu, Thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya deva ta santi vihara wa si ni thu be ga re mo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu bu chi ta so thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra Sapana puta sukhita pawan pute chala bucha ye pi cha anda sampawa samse da cha ta atha vo papatika niyani kang thamma wang batit cha te sappe pi dukkha sakaron tu sangha yang tha tu chi rang sa tang thammo Thamma thara cha put gala sang kho ho tu samak go va athaya cha hi ta ya cha amhe rakham tu sap thammo sappe pi thamma cha rino vuthim sampapuniya ma thamma riya pa we di te Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống nhất.